Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Thiền tịnh Bửu Sơn Sydney có cơ may trình bày đề tài Thế chiến ba tận thế hội Long Hoa do Kỳ Vân diễn giải và Ngọc Sương diễn ngâm. Năm nay là năm Cọp Nhâm Dần 2022 vô cùng quan trọng trong lịch sử thế giới. Đã được chư vị tiền bối thuyết nhiều lần trong sấm kinh. Vì năm Nhâm Dần 2022, khói lửa bùng nổ ở quốc gia Ukraine vùng Đông Âu. Cuộc chiến tranh khốc liệt do Nga xô quân tàn phá khắp lãnh thổ Ukraine. Bom đạn dày bừa các thành phố sụp đổ hoang tàn, gây cảnh máu đổ, thịt rơi chết chóc kinh hoàng. Hàng triệu người phải bỏ nhà cửa bồng bế con cái chạy qua các nước khác để lánh nạn. Năm Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết sấm giảng khuyên người đời tu niệm, đã cảnh báo Thế chiến ba khởi từ năm Cọp Hùm Beo Nhâm Dần 2022 như sau. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Tại sao người khôn nghe nói thiên cơ thì rầu, mà người ngu nghe nói thiên cơ lại ngửa đầu cười reo? Tại vì người khôn hiểu thấu cái lý bên trong, ý tại ngôn ngoại. Thánh nhân mượn cái sự con hùm, con beo để ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, khởi đầu Thế chiến ba, khói lửa ngút trời vùng Đông Âu, Ukraine và Nga. Cho nên, người khôn lo rầu vì khi thấy năm Nhâm Dần 2022 tới rồi, thì là hỏi ôi, gấp quá, e rằng sợ tu không kịp. Còn trong khi đó, người ngu ngửa đầu cười reo chế giễu vì không hiểu cái lý sâu. Họ mỉa mai rằng hiện nay thời đại văn minh này, người ta bắt hùm beo nhốt trong chuồng vườn bách thú làm trò chơi giải trí cho khách du lịch, bắt hùm beo làm công cụ đầu tư kinh doanh kiếm tiền làm giàu, chứ có gì đâu mà đáng sợ mà hù dọa. Vì vậy Đức Huỳnh Giáo Chủ có lời than thở trong quyển khuyên người đời tu niệm như sau. Xuống trần dạy dỗ huyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đần ba nhà. Đức Huỳnh Giáo Chủ cầu xin Phật tổ gia hộ để cho có nhiều người hiểu lời tiên tri hùm beo. Nhưng mà hỏi ôi, cuối cùng Ngài chuốc thêm thảm phiền vì phần đông bá gia vẫn còn say mê vật dục học quải hồng trần này, không tin thiên cơ đạo lý. Xuống trần dạy dỗ huyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Trong quyển sấm giảng 3 viết năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri Thế chiến 3 khởi từ năm Cọp Hổ Lan Nhâm Dần 2022. Cảnh chết chóc còn kéo dài rất thê thảm, cuối cùng đưa đến tận thế, nhân loại chết rất nhiều. Qua cuộc sàng lọc cử trượt lưu thanh hiện còn giữ mắt,
số nhân loại còn sống sót chỉ có đôi ba phần mà thôi. Ngài khuyên bá tánh hãy gấp lo tu nhân, tích đức từ bi, làm lành niệm Phật bố thí, giải nghiệp căn, ngõ hầu, thoát qua cuộc sàn sảy kỳ này. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xả duân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đoạn đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng hòa phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi. Thương nhà tiếc của biết hồi nào ngôi an. Năm 1915, ông ba Nguyễn Văn Thới viết quyển sấm giảng thừa nhàn trong bộ Kim Cổ Kỳ Quan, đã có lời trách móc rất là chua cay như sau. Ai ai chớ trách Phật trời, minh tâm thuyết lý nhiều lời cao sâu. Trớ kêu đờn khải tay trâu, nước sao đầu dịch gặm lâu nực cười. Thanh xưa trước đã lầm người, sao người lầm thánh vui cười ngửa nghiêng. Ông Ba Thới cho biết vì thiên cơ bất khả lậu, cho nên chư vị tiền bối phải nói mẹo bóng gió, khiến phàm nhân không hiểu, ví như là đờn khải tay trâu hay là nước đổ đầu vịt vậy. Rồi họ vội chê cười, chế nhạo cho rằng kinh sấm nói chuyện khùng điên hoang tưởng. Trơ trêu đờn khải tay trâu, nước sao đầu dịch gặm lâu nực cười. Thanh xưa trước đã lầm người, sao người lầm thánh vui cười ngửa nghiêng. Cũng trong bộ sấm Kim Cổ Kỳ Quan, ông Ba Thới cũng viết những lời tiên tri thế chiến ba khởi kể từ năm Cọp Nhâm Dần 2022 như sau đây. Cọp đi vợ ổ chồm ông, hóa làm một trận cuồng phong thấy đời. Mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn giả loạn lời. Người ơi,
Ông Ba Thới cho biết, thế chiến Ba Khởi từ năm Dần 2022 khiến loài người phải nhận lãnh hậu quả tận thế, sụp đổ hoang tàn, chết chóc rất hải hùng. Đấy là tội lỗi do con người tạo ra, nay phải trả nghiệp tận thế. Năm 1901, ông Sư Giải Bán Khoai viết Sấm Giảng Người Đời. Trong quyển thứ nhì có lời tiên tri năm Hổ Lan Nhâm Dần 2022 như sau đây: Hổ Lan ác thú muôn bày, ác thú vốn của Phật Thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú này. Và trong quyển thứ 5, Bộ Sấm Giảng Người Đời, ông Sư Giải Bán Khoai cũng có lời tiên tri như sau: Hổ lang ác thú thời đông, trụng đầu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Cụm từ Hổ Lan ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, khởi đầu Thế chiến ba từ Đông Âu khi Nga xua quân đánh Ukraine. Cụm từ ác thú muôn bày, cụm từ nhiều thú dị kỳ, cụm từ khác thì thú nai, ám chỉ những vũ khí tối tân giết người, chết hàng loạt, ví như là quả tiễn nguyên tử siêu vật âm, vũ khí khoa học, hạm đội tàu chiến hạt nhân. Những loại vũ khí khoa học tối tân thế kỷ 21 có sức sát thương tàn phá khủng khiếp. Nó khác với các loại thú dữ hay là kiếm cung trong thời đại cổ xưa. Hổ lang ác thú muôn bày, ác thú vốn của Phật Thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú này. Bồ Tát Thanh Sĩ viết Sấm Giảng Đường Giải Thoát cũng cho biết, thế chiến ba khởi từ năm Hồng Beo Nhâm Dần 2022. Phong thần hội Đông Tây đại chiến, lòng hoa trường lửa tuyển nhân từ. Bây giờ ai cùng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hư tỏ tường. Con ơi ráng dạch đường xa rộng, đưa hiền nhân khỏi cổng Hùm Beo. Và năm Bính Tý 1996, tôi từ Úc về Việt Nam, có cơ may được diện kiến Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh và được Ngài cho dự thính 3 đêm thuyết pháp ứng khẩu tại nhà cô Lê Ngọc Mai ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Có những lời tiên tri về năm Nhâm Dần 2022, thế chiến ba bùng nổ từ Ukraine. Thiền tỉnh Bủ Sơn, Sydney kết tập quyển Sấm Giảng Của Nguy Tận Thế. Ở trang 73 có những lời thuyết như sau: Thầy đã nói hoàn cầu thế giới, chiều điều linh khắp khởi mọi điều. Đúng năm Dần ba tánh buồn hiu, sắp
ly loạn ít nhiều phải khởi. Trời ra lệnh đổi thôi thế giới, lập lại đời đổi mới tân dân. Tại chúng sanh nó chẳng chuyên cần, nay phải chịu quỷ thân một mất kiếp. Mau chúng sanh tu không có kịp. Và cũng trong quyển Cứu Nguy Tận Thế, ở trang 81, có lời tiên tri như thế này. Nói cho đời hạ chúng sinh, nói cho võ trụ rung rinh không thường. Nói rồi ta chịu đoạn trường, hy sinh vì Phật dọn đường trong gai. Đêm buồn ta khởi thài lai, tại vì dân chúng gái trai còn nghìn. Biển trời lòng lộng thinh thinh, tránh đâu cho khỏi bầy tinh quỷ tà. Mê say ức triệu cửa nhà, mê say sắc bóng lúa là làm chi. Thời kỳ ta thấy gian nguy, trời sai ta xuống cứu nguy đem về. Vậy mà nó mãi nhúng trề, đây rồi thay chết ê chề dọc ngang. Đúng dần đừng có rên thang, ngũ châu chuyển động máu tràn như sông. Nói cho ba tánh chờ trông, lọc rồi lập lại công đồng sử phân. Lập lại thanh đức tân dân, tuyển người tiên Phật tròn ân tròn lành. Ta đây đâu có xuống dầm, xuống mong cứu kiếp dân lành khỏi nguy. Cứu rồi chân dậm bước đi, thiền môn không có nhà thì cũng không. Rừng xưa thanh tịnh mênh mông, buổi chiều tuyết lạnh tâm lòng an trang. Thương cho tất cả hường nhang, đắm say vật chất cho than kia kìa. Vì ai ta thức canh khuya, vì ai ta lại sớt chia vui buồn. Cũng vì Phật Pháp khai tuồng, ta không có nói muộn tuồng làm sao. Trong quyển sấm giảng Quay Về Nguồn Cội, ở trang 159, do Thiền Tịnh Vũ Sơn Sydney ấn tống năm 1997, Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh Tiên Tri Thế Chiến III khởi ở Đông Âu từ năm Mãnh Hổ Nhâm Dần 2022, và Ngài có lời khuyên chúng sanh hãy bỏ bớt tánh chất tham sân si, tranh đua, giành giật, vật chất, tiền tài, nhà cửa, và hãy gấp rút làm lành tu nhân tích đức. Gần tới quỷ thiêu chốn hồng trần,
lá thơ cầu bao hời kỳ vân. Thanh tình trì ngồi ôi cho gấp, lửa thiêu thượng đế đốt lần lần. Mạnh hổ tướng quân ngài cởi xuống, coi chừng cẩn thận bơ hoàng dân. Chuẩn bị đề phòng ta thủ đức, tiền muôn bạc lượng chớ có cần. Trong quyển Sấm Giảng Đạo Khùng trang 25, Đức Thầy Bần Sĩ Du Danh thuyết vào thập niên 80, thiền tỉnh Bủ Sơn Sydney Ấn Tống năm 2002, có lời cảnh báo cuộc tận thế. Lớp thì thác đổ phong ba, lớp thì anh Mỹ anh Nga giật dằn, hạt nhân xạ phóng tan tành khắp miền thế giới Nam Thành An Bang. Và cũng trong quyển Sấm Giảng Đạo Khùng ở trang 99, Đức Thầy Bần Sĩ cho biết như sau: hết Mỹ rồi lại tới Nga, từ đây sắp đến đem ra đấu tài, đờn kêu các nước ngoại lai, sắp mù sắp kế ai hoài, biết đâu làm cho rã quả địa cầu. Hai siêu cường Mỹ Nga cuối cùng rồi cũng đấu nhau một trận quyết liệt, thần sầu quỷ khóc, bằng vũ khí nguyên tử đưa nhân loại đến đại họa tận thế. Kính thưa chư quý vị, sau đây mời quý vị nghe những dòng văn thơ Kỳ Văn Cư Sĩ cảm tưởng về thiên cơ sấm giảng. Phú tinh cởi cọp xa lầy, trở về chẳng đặng lây quay khốn nàng. Khen này ôi hỡi lầm than, chết chùm thế giới tràn lan máu đào. Thương thay thiên hạ lao đao, bệnh dịch chinh chiến khóc gào thảm thê. Kinh tế suy sụp não nề, vật giá tăng tốc lên kề mây xanh. Số mạng dân tờ chỉ mành, nay còn may mất mộng manh cánh chuồng. Khổ dân chạy loạn rối cuồng, bồng con bế cái lệ tuôn dầm về. Đô thành sụp đổ thảm thê, nhà cao cửa rộng càng tê tái lòng. Hoang tàn một đống bồng bông, cháy thiêu rụi hết còn trong nỗi gì. Bàn cờ thế giới đến kỳ, chiêu tướng vậy thì giang cảnh thê lương. Thấy đời như vậy mà thương,
thương cho Lê Thứ mắt đường gian nguy. Âu Châu đang gặp dần suy, Ukraine xa lầy chiến tranh, quân Nga bao bùa khắp thành, tấn công vũ bão giật giành quyền quay. Liên bang Xô Viết tranh tài, Liên Âu Mỹ chống dằn dai trận tiền, làm cho đất ngã trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Khổ dân chạy loạn đầy đường, tìm nơi ẩn núp tứ phương rối loạn. Sao Âu đến Á tan hoang, giặc tàu nổi dậy đánh càng biển Đông. Mỹ tàu tranh đấu cuồng ngông, đánh nhau thay chết chất chồng núi non. Mau người chạy tớ suối nguồn, trời sầu đất thảm lệ tuôn dầm về. Trần gian ôi quá tay tê, thương cho sanh chúng ê chề khổ đau. Cầu trên trời Phật ngôi cao, cứu sao nhân loại thoát nào cơ nguy. Cầu trên trời Phật chứng tri, hoàng thiên hậu thổ vô di thương tình. Rủ lòng cứu giấc chúng sinh, lên đời thánh đức hòa bình vạn niên. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.